Vâng, xe đạp thể thao vip.com xin chào bạn. Nhu cầu tìm một môn thể thao, nhu cầu mua một chiếc xe đạp để tập luyện thể thao sau những giờ làm việc vất vả để tăng cường sức khỏe, đó là xu thế chung của toàn xã hội. Vâng, và hôm nay shop xe đạp thể thao vip.com làm video này giới thiệu tới bạn chiếc xe đạp touring của hãng Line, model FCR55. Vâng, chiếc FCR55 của hãng Line, chiếc xe đạp touring này đã được shop xe đạp thể thao vip.com bán rất nhiều và đã được rất nhiều khách hàng gửi phản hồi đánh giá về chất lượng của xe cũng như dịch vụ chăm sóc khách hàng của shop gửi tới tất cả các khách hàng trên toàn quốc. Vâng, chiếc xe này phun nhôm bạn nhé, nhưng giá thành rất là mềm dẻo. Vâng, khi bạn gọi điện cho shop qua số điện thoại 0983315936, bạn sẽ nhận được giá cực kỳ ưu đãi cũng như chế độ bảo hành bảo dưỡng đặc biệt, có nhiều quà tặng dành cho bạn, còn thêm miễn phí ship về tận nhà cho bạn. Bạn chỉ cần gọi điện đặt hàng và shop sẽ giao hàng đến tận nhà cho bạn, còn mọi thứ khác để shop lo 100% bạn nhé. Đó, bây giờ shop sẽ quay cận cảnh review chi tiết từng chi tiết của chiếc xe đạp này và bạn sẽ thấy được chất lượng sẽ phù hợp hoàn toàn với giá thành, với số tiền mình chi ra, để đó là một công cụ để mình tập luyện thể thao, tăng cường sức khỏe bạn nhé. Vâng, như shop đã nói, chiếc xe đạp này là phun nhôm. Vâng, bắt đầu chúng ta sẽ xem chiếc khung. Đây là chiếc xe đạp FCR55 khung nhôm. Đây bạn có thể thấy vết hàn, mối hàn vải cá. Khung nhôm này được xử lý hoàn toàn bằng robot tự động bạn nhé. Thương hiệu Line cũng đã rất nổi tiếng ở thị trường Việt Nam. Đó, đây là khung nhôm, bạn có thể phân biệt khi bạn đi mua xe hay là xem các video. Mối hàn nhôm thì nó sẽ to hơn những mối hàn thép bạn nhé. Mối hàn thép nó chỉ bằng 1/3 hoặc bằng một nửa mối hàn này thôi. Thì bạn nhìn luôn là một chiếc xe đạp khung nhôm. Thì bình thường bạn mua xe, đầu tiên bạn sẽ quan tâm đến chiếc khung đầu tiên, và một chiếc khung nhôm chắc chắn sẽ bền hơn, chất lượng hơn. Và đặc biệt với xe đạp Line này thì bạn hoàn toàn yên tâm bởi chiếc khung này bảo hành tới 1 năm chất sơn bạn nhé. Đấy, còn chưa kể đến bảo hành chất nhôm. Một chiếc khung nhôm thiết kế cực kỳ chắc chắn, từ nét luôn. Và đặc biệt tem này hoàn toàn xử lý bằng tem công nghệ nước bạn nhé. Đó, bạn nhìn này, phối màu rất là đẳng cấp luôn, chất tem nước không bao giờ phai màu phai sơn được. Rồi tiếp theo những vòng cổ khô tăng, tay lái cọc yên bằng nhôm luôn. Đây, và đặc biệt chiếc ba ga này cũng bằng nhôm luôn bạn nhé. Đây bạn nhìn thế này, ba ga nhôm. Cái này bạn mua có thể đi làm tập thể dục, đi dạo chơi trong thành phố, chở người yêu hay là chở vợ chở con đi hoàn toàn phù hợp. Và đặc biệt chiếc xe này mà đi phượt thì chở đồ cực kỳ đẹp luôn. Đó, ba ga nhôm. Đó, tiện giới thiệu nhôm luôn thì giới thiệu đôi vành này luôn cho bạn này. Đôi vành hợp kim nhôm hai lớp bạn nhá. Hai lớp thì đây là một lớp và giữa đây có một lớp nữa. Thì vành này rất là cứng. Đó, rất là cứng luôn. Vành 700. Đây bạn nhìn đây này. 700 x 38C, một tiêu chuẩn lốp của xe touring. Chiếc xe này được sử dụng lốp Kenda bạn nhá, một thương hiệu rất là nổi tiếng luôn. Kenda xịn luôn. Đó. Đây, Kenda. Đấy, lốp Kenda. Vâng, còn cái nhôm nữa đây. Đùi đĩa nhôm này của hãng Rogam, đùi cực đẹp, cực thon, cực gọn luôn. Đó. Tiện giới thiệu luôn, đây là cái chắn đĩa. Khi bạn tập thể dục mùa hè hay mùa đông bạn mặc quần dài thì cái đĩa này không bao giờ làm cho quần của bạn dính vào cái xích này được bạn nhá. Đấy. Đấy. Xe rất là chất. Rồi tiện giới thiệu luôn các bạn là cái bộ áo chắn bùn này, nó làm bằng nhựa composite. Nhựa thì rất là bền, không bao giờ phân hủy được bạn nhá. Đây này. Nhựa rẻ. Một số hãng xe khác người ta làm bằng kim loại như bằng thép hay là bằng sắt đấy, thì một thời gian đi là sẽ mục. Và đặc biệt chiếc xe này sử dụng toàn bộ bằng ốc inox luôn. Đấy, toàn bộ ốc inox này bạn nhé. Toàn bộ ốc inox. Gọng này bằng nhôm, tuyệt đẹp luôn. Đấy, lan hoa bằng thép, chân lan hoa inox.
thoáng qua của chiếc xe này tuyệt đẹp luôn, hệ thống phanh nhôm luôn. Có nghĩa là shop cũng chia sẻ đây là một chiếc xe đạp full nhôm, full nhôm, mỗi cái chân nan hoa bằng inox thôi, tại vì chân nan hoa thì không làm bằng nhôm được cả nhá. Rồi tiếp theo, xe này được sử dụng bộ truyền động tay đề microchip, một tay đề rất là danh tiếng, bạn sử dụng rất là sướng luôn. Bạn nào mà đã dùng những dòng xe cao cấp thì sử dụng microchip thì tuyệt vời. Đây, gạt đĩa Shimano Touareg, gạt nít Shimano. Chiếc xe này có 7 nít, 21 tốc độ. Bạn tùy từng địa hình nào, bạn đạp tốc độ đó. Đây, xe là Touring nên là sử dụng bộ truyền động Touareg, chạy đường dài đấy bạn ạ. Xe rất tuyệt vời luôn. Đặc biệt chiếc xe đạp này toàn bộ sử dụng bằng bi bạc đạn hết nhá, bi cối đấy, chứ không dùng bi hạt. Bi này thì rất là trơn, trớn. Nó không có độ sai số như là những cái dòng sử dụng bi hạt. Đấy, đồng thời sử dụng bộ tháo nắp nhanh này bạn này. Đây gọi là trục tháo nắp nhanh. Khi bạn đi du lịch, bạn có thể mở bằng tay ra, bạn nhấc hoàn toàn bánh trước bánh sau ra, xếp gọn trong ô tô. Đến điểm mình lại vặn bằng tay vào, lại có xe mình đi vi vu. Xe rất là đẹp luôn. Bạn đang cần tìm chiếc xe đạp này thì shop đã sẵn sàng có luôn. Và đặc biệt chiếc xe đạp này có 4 màu bạn nhé. Có màu đen đỏ, đen xanh, đây là đen xanh pha ná và đen trắng, 4 màu rất là đẹp. Bạn thích màu nào thì liên hệ với shop để chọn màu đó bạn nhé. Rồi, một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Bạn đừng quên đăng ký kênh xe đạp thể thao vip.com. Shop luôn đưa những sản phẩm tốt nhất, những màu mới nhất lên để giới thiệu cho bạn. Và đặc biệt chiếc xe đạp này giá cực kỳ tốt bạn nhé, giá cực kỳ tốt luôn. Và liên hệ với shop sẽ nhận được nhiều chính sách ưu ái khác, ví dụ như miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho bạn. Bạn chỉ cần gọi điện đặt hàng, bạn đã có một chiếc xe đạp như thế này. Vâng, và có nhiều video khách hàng đánh giá chiếc xe đạp này cực kỳ tốt luôn. Và một lần nữa cảm ơn bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.